Nhưng mà sức khỏe này thì các ông, các ngài, các bề trên, các đức mẹ đó, để mà báo nhiệm, báo hiệu cũng là sợ đi trong nay mai ha, như thế nào đó, hay là như thế nào đó thì con trần gian không có biết được. Mà khi ra cái nguồn thơ giảng sơ lý này cũng không biết là cái gì nữa. Đó, như thế thì không biết mà biết. Như thế còn cái bịa đặt ra đó, hay là rồi cái học đồ lập lè nửa tháng một tháng đem lên này, cái nọ đó. Thì ở đây cũng không có vậy. Xin kính thưa quý vị, bữa nay tại sao còn có mấy ngày nữa, mấy ngày nữa tính khác. Một ngày nó nguy hiểm nhất á, một ngày rất nguy hiểm. Mà quý vị nghe hộ pháp không đó, đây là tướng lĩnh hộ pháp đó, nghe mà còn sần sượng là chết đó nha. Nói vậy đó, phải cố gắng được đưa vào trường rồi đó quý vị. Quý vị vô cái trường rất là tốt đẹp, và thưa thầy không thấy gì, làm sao thấy được. Cái trường mà tất cả quý vị thấy là cái trường đó không phải là trường học đạo đâu à, học đời đó. Học về làm ngu đó, rồi làm đời, làm tầm bậy tầm bạ thêm á. Còn cái trường học đạo trong tâm mình, trong này. Nói vậy hỏi vậy chứ bây giờ quý vị thấy nè, chưa phục hồi được, chưa ăn được một chén rưỡi cháo, không phải kể. Nhưng mà cái việc này mình làm rồi ở đâu đó, sức khỏe nè, ở trên nè, rồi đi không được. Phía này còn nói cô Năm phải đem đồ gần bên, đi không được. Nhưng bây giờ tại sao lại nó cũng hơi bình phục, nhưng nó còn hơi ngã nghiêng ngã ngửa. Thì cúi đầu xin bề trên A Di Đà Phật, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật Tổ, Phật Thầy và Thiên Ông Đạo Trưởng, tất cả các chị họp để mà đưa xuống trần gian, và ông lão tiền bối đời xưa. Đề tài hôm nay như sau, thì ông sẽ cho chúng con biết như thế nào. Thúc quá như vậy rồi mà chúng sanh có nghe không? Có trở về không? Ngày cho đi ngày, đò còn đợi khách. Thì bây giờ tại sao lại là giới thiệu thêm chiếc đò ly biệt nè, đò ai nè, rồi đò này kia, nhưng mà tại sao chiếc đò còn đợi khách? Chiếc có nghĩa là đò còn đợi khách. Thì bây giờ cái đề tài đó của ai vậy? Của Đức Ông. Của Đức Ông. Đức Ông nóng lòng, nóng ruột quá, có thể là chết, chết chất giả, chết bất đắc chết. Y như trong cái chiến cuộc mà thầy Bần Sĩ đã bị bữa hôm nay vậy, chứ không phải tầm thường, là chết liền, không có sống được, chỉ trong tức khắc mà thôi. Như vậy thì trong một chiếc đò này thì ông đã nói gì, và ông làm sao ông chỉ than buồn phục phúc nữa, kể như đò còn đợi khách. Xin kính thưa quý vị, xin kính thưa anh em, xin kính thưa tất cả quý khách trần gian, ngay bây giờ không còn nói về dòng gì nữa hết. Dù trong bữa nay Bần Sĩ đang không được khỏe, có nghĩa là nói là bệnh của máy đó, mà nói về không được khỏe thì tất cả các anh em đồng đạo ai cũng biết được hết. Nhưng bây giờ này ông lão trưởng cùng ông Đạo Bần, thì ông Đạo Bần là một ông lão rất già, nhưng mà ông lão ấy sẽ thương tất cả chúng sanh từng đoạn ruột đó, thì ông sẽ thông báo lên. Khách ơi, hãy bước lên đò, đừng có ở lại đôi có làm gì. Buổi này trễ nãy thời kỳ. Rồi xa mà bến chợ chưa đời, thì qua sông chưa lão buồn, chờ đợi ngóng trông. Trong hoài mà trong mơ mởi, chứ trong lòng buồn hiu. Khách ơi, ta đợi ít
rất nhiều. Mau mau bỏ hết mỹ miều xa qua khách nơi, nơi chợ ta bà bỏ về gặp chợ thiên nga, rõ ràng ta đưa cho đến về làng. Nơi tiên mà cũng có bạn hàng nha chưa, chợ đời đây đã thất thưa. Mau về nghe khách đi đò chưa có lui về, dù cho kẻ sở ngữ tề chiếc này ta đợi. Mau về khách ơi, khách đừng có hỏi lạ lời, tội cho mà ông lão ta tôi sương chiều, vì đời lão lại mới kêu hết hơi mà tàn sức. Khách điều nghe chưa, bây giờ lặng tắt mây mưa, khách đừng ấy lại ban trưa xế rồi. Mau mau về gặp chớ ông mà ngồi bên đò mà lâu quá chưa về rồi còn ở nếu. Khách ơi đừng sợ đói nghèo, ta về mà chở Phật ta theo tiên bồng. Chợ tiền không có bạo giống đồ đâu có ấy, chưa bán rồng đồ tiên. Mau mau bước xuống chiếc thuyền, đò còn một chút chưa về miền tiên bán, chứ không còn ở lại trần gian. Nói chi mà lời ấy vợ vàng hết rồi, xuống đi thấy lão đang ngồi lật bài mà xóm bổn thấy ôi không còn. Bây giờ mắt lệ thon giòn nhìn trăng, từ trăng tỏ chưa phiết mòn quá luôn. Chớ đời gian tiếng cần cù, toàn là mà hung ác chưa ngựa tu chưa về rồi. Bây giờ ta đang trị ngồi, tay cầm mà dậm lái chờ miệng thôi réo kêu. Mắt ta quay lại ít nhiều, coi ôi mà quỷ khách chờ mị miều nơi ở đâu. Trần gian cây chợ chưa bắt rầu, về đi mà bơ khách ở đâu mất rồi. Trưa về trời nắng than ôi, ông không có gì núp chớ ông mà ngồi phơi ở gian. Rồi buồn lý đạo chưa thở than, tội thay mà ông mà lão đã mang chiếc đò sống gian nay hát cho mây hò. Nào đâu có được cho học trò ngoan ngoan, đưa về dự thi trường an. Khách
không mà chịu bước lên thang về trời, làm sao đò nó tắt rồi. Còn chờ còn ở lại chưa dịu dời miền xa, biết đời sống bủa kia cả thiền tiên mà ta ngã rước dù mờ xa không nào đi về với khách mau mau. Đừng nên mà tính nữa mà lão nào kể công, chớ đời nhìn thấy quá đông. Nếu ta ngồi ngắm thì không có người kêu ôi khắp bi cả vui tươi. Nếu ai là một con người Phật thiên thì mau bước đến chiếc thuyền đó chiều còn đợi chứ nơi miền sông mê. Khách ơi đừng hẹn rảnh về rồi đây lạnh lấy nặng nề phong ba, bây giờ mà lão lại chưa nói ra. Muốn thôi mà nín lặng cho qua một ngày, nhưng mà lão trưởng liên đài báo rằng đen ngục chưa thèn gài mở tuôn chứ bây giờ ức triệu vàng muốn coi chừng nó xuống nó luồn nó đi. Thân người không hiếm là gì, báo rằng phải nói mau đi cho người, đừng nên vui vẻ rồi cười. Tiên cười mà lẫn khóc cho con người rồi lẫn má. Chiều buông xuống chốn rừng già, tuyết kia mà gần phủ chứ thân ta không mơ nhàn. Bến đi đò bao cái tràng phan, đò đậu cô tích tịch chứ tình tán khách trần. Khách nơi đò đạo sĩ bần cũng là, mà ông lão tự tầng sang qua. Bây giờ chưa hát bản nhạc cả ông còn rên rỉ rồi thiết tha nhu cầu. Tới đây đất thảm trời sầu thấy rồi, quá sợ chứ cả bầu lung mở lai. Khách trần mê muội không hay, đò kia mà còn đợi chớ gái trai mau về. Quên đi bao sự nặng nề, lão còn mà đang đứng cho bên lề, đang trong mắt kia lễ đổ chưa rộng rồng. Tại sao mà quý khách chưa trận hồng còn vui? Nơi tiên cực lát bùi ngùi, vì thương ba tánh không vui chút nào. Sợ cơn lốc gió chưa mưa gào, dù cho mà ai bực chưa sang giàu cũng tan chưa chịu buồn. Lão đợi chưa lạnh nở trang, sương chiều suối sỏi lạnh trang chưa lão chờ. Mau đi sự tôi bất ngờ, nàng tai mà không biết hiện giờ ở đâu. Khách ơi không chịu chung đầu, sau này mà đừng trách chớ đừng hầu, đừng than chớ tại sao con bị chớ nạn tàn.
Không nghe mà ông lão chứ bước sang nói gì. Sáng chiều lập chợ từng khi, bán buôn mà trao đổi chứ việc thì tà gian. Bán ngọc rồi lại bán vàng, bán lụa chứ bán hàng rồi bán xác thân. Này ta thương tiếc chuyên cần nín đâu có được, chứ phải gần chúng sanh. Muôn ngày chỉ có chưa ngày lành, tại sao mà bà tánh chị anh không lường. Nếu là đúng khách Tây phương bước mau cho lẹ, chưa dẹn đường khỏi quý đò ta đang đợi. Chưa vậy thì dù đi mà chậm chậm chứ tâm mà ghi sáu câu. Hướng về ông lão chưa đang thâu, ngồi đây mà ông biết tứ đâu kia kìa. Khách trần phương ấy muốn về, đó là mà căn Phật trước tiên kìa không sai. Còn thôi bá tánh trần này, khách trần mà vũ bụi chứ ngày mới tan hồn. Xùm nhau mua bán bồn mà chôn, cũng như ruồi lằn mà bù miếng chứ không tồn thịt hôi. Bây giờ đến việc đã rồi, chúng sanh mà không biết cứ ngồi lu bu nói rằng ta hẹn cho ta tu. Để già mà chút nữa chứ hết thù thành thương thì là tan nát thịt xương, đâu còn gì nữa mà tận tưởng. Khách ơi, sự đau khổ khách đời không hiểu này. Lão bần dây biểu không tin, ta đem tất cả tâm tình khi đi mà xin hết chớ thiên đình vua cha. Xin trên có ánh Phổ Đà, có ngài Bồ Tát, có bà chư Quan Âm đặng rồi ta xuống ta tầm. Tầm người mà hiểu quả lý chứ chân tâm mà rõ ràng. Tầm ai cho đúng họ hàng, ta đem về cõi thiên đàng bao châu. Tầm ai lý đạo chứ hiểu sâu, đường đi mà còn nhớ chưa có sầu còn thương. Tầm ai hiền hậu làm gương lót lòi, mấy kiếp tàn sương mấy lần, nhưng mà còn mấy tinh thần không dưỡng mà cát bụi không cần u mê. Dù cho thân xác chán chê, thân nghèo thân khổ ê chề, thấy với tâm hồn không có tà tơi. Ta đi ta rọi cho thấy thời ta lắm. Tầm người giả điếc giả câm, không sợ gì hết không lâm tai nạn, vì người trí óc bình an. Tâm linh thờ phượng chưa đại bàn Phật tiên. Tầm ra chánh giáo đạo hiền, đắng giao cho Phật cho phổ truyền khắp nơi. Cho tầm người hồn được cho thảnh thơi, sắc kia dù đỏ cho mất đời quá lâu. Phóng mơ quang mà ngày đổ đôi câu,
hầu ăn mà phản chiếu ngày đâu có rồi. Quan Âm Bồ Tát thấy thời linh nguyên chiếu diệu chưa tuyệt vời phong mang, rồi coi yêu quái hay lấy người ta hào quang mà phản chiếu chưa rồi mà y trang, cho nên lão lại chưa hạn tàn. Mở đi mà nói dấu muôn ngàn lý vân, dù xa hay lại dù gần Phật bà thâu lại chứ sáng ngần ngần bên cách ơi lão quá rì rên. Phép tiền mà phép Phật kề bên mình liền, chiều về than khóc liên miên một mình bơi một chiếc thuyền sông xưa, chứ bây giờ ba tánh không ưa. Từ đây mà nạn ách cho nó bừa mỡ hay thì ông về chốn phương Tây đâu còn ở lại phút giây nơi trần. Thân ta là lão sĩ bằng xuống đây ta mượn sắc trần cũng y. Nam mô Đức Phật từ bi, bây giờ mà ta ở chứ không mơ ly chút nào. Ở đang coi đứng thét đứng gào đang đòi thử thách người nào, con ma hay là con của Phật bà hay là chánh giáo Phổ Đà Phật tiên. Ở coi thử thách liên miên coi ai là dữ ai hiền ai khôn ai người ác độc bôn chôn ai thú ai chồn ai chuột chứ ai chim, mà thử coi ngày tháng rồi đêm. Lão bằng cho phép mà ghi thêm chứ hiện lành. Thật là chúng được trời xanh mà sao quên hết nành tranh nô đùa, từ đây thái tiết chưa đổi mùa. Dù cho mà năm má bảy chứ cảnh chùa lâu sao, bây giờ ta tính chứ làm sao. Hồn mê mà rớt hết xuống ao bầy bùng, thấy ra ta phải điên khùng. Bóng mây mà bóng gió chập trùng chưa thổi ra, chứ bây giờ trông cậy chứ Phật bà phổ dùm mà tiếp ba lửa cho người ta rõ ràng. Cầu xin cắt bậc chưa tự hàng hạ miền mà cảnh giới tình tạng dứt ngài. Đò con đợi khách trần ai khách ơi, ráng bước rồi quay nhẹ nhàng, mau mau ta chở chưa về làng. Về nơi mà tiên cảnh chưa hội đàn rất vui, mau đi đừng có bùi ngùi hay là nhớ kiếp sụt sùi. Làm chi Quan Âm đứng ở giữa chứ vậy thì mà nước tịnh chưa cứu nguy chưa rửa rồi, sạch trần mới bước đò thôi. Có ông mà lão trưởng rồi có rồi tiên ngang, đằng sau ông đảo chưa bận mà chở toàn mà tiên Phật chưa cung ngã lâm trần. Khách nơi ta nói nhiều lần đừng chê ta quá dần lần chứ tội trời, xuống đây cách biệt chứ xa vời. Từ tiên mà tới tục chứ thấy thời bao nhiêu, mau chân ông mà lão réo kêu kỳ này mà lão bỏ rắc ta tiêu không còn lẽ chân bơ bớ bà con. Nếu ai mà là khách chứ tên còn Tây Phương, bao năm qua đổi chưa lạc đường
Ngày nay mà thế giới chưa đoạn trường thiết tha, chưa cũng nhờ lệnh của chưa ông cha. Lọc dân mà lọc ba nước, chưa dựng người nhà thượng quân. Khách ta trần nay vẫn mai hờn, bước đi trở lại lùi chân liền liền. Ở này quý khách thần tiên, có căn mà đừng bỏ, chưa có tiền đừng cho. Mau về chợ ấy bằng lo, chợ tiền mà rất đẹp bán cho, chứ qua trời thơm đây nghe thiệt, chưa thiệt rồi. Sắc màu mà đâu có, chứ lụa thời mà cũng không. Muốn gì hiện lại đất cỡ đông, muốn tiền thì thấy có, chứ muốn rồng chứ trên mây thì ra rồng hiển chơi chợ này. Chim má linh mà cũng có, chứ đức thầy đứng trong chợ đời dẹp mất đừng trong. Đi về mà chợ Phật không lòng vô rất vui. Ngày nay đã lại chưa bùi ngùi, khách ơi chút nữa ta lui không còn. Bây giờ sức mỏng chưa hơi mòn, nói cho mà chút nữa không còn chưa bao lâu. Có thần có thánh về tâu, có ta gần đó rồi sầu hay sao. Tưởng rằng mình một chứ không nào ai về, có các thần giáo chứ hằng ngày. Nói trên, nói dưới, nói lợt, nói phai, hay là nói đắng, nói cay, nói gì thì về tâu hết vậy thì tâu quá. Mà thượng đế đặng ghi chưa tuổi đời. Ngày nãy sắp được thảnh thơi, ta kêu mà quý khách chưa dậy thời. Mau đi chứ bây giờ một phút đừng ly, lên đò mà trở lại cung di cửa trời. Tại sao còn phải à ơi, vì mê quá xa cái chợ đời. Bon ở chen nay tiếng nguyện rồi lại tiếng càng, thấy chưa mà tấp nập vào nhiều phén lạnh lùng. Sáng còn vui vẻ, trưa đánh lộn lung tung, chữ cha mắng mẹ hạp ba hùng thủ nhân. Thấy chưa quý khách chưa hồng trần, ta đây mà thầy rõ cho muôn lần không sai. Chớ gì trăm đắng nàng cay, chớ gì nay lợt chớ mai phai mốt lùa. Chợ đời đem lại cho bán mua, bán hết mà giật chất rồi mua con người. Thấy chưa mà lại chớ vui thôi, ta bất thất cười nước mắt châu sang. Đò kia còn đợi khách ta, mà mau về cho xóm mà thân ta nhẹ nhàng. Trễ rồi phải chịu chứ lang thang, ông buồn không tích tịch tình tán như đời. Ta cầm quyển sách à ơi, sách không mà co chữ cho một lời nào đâu. Trên sai ta phải cho đừng sầu, mang đi mà xuống thế rồi hầu tượng tri. Thiệt là cuốn sách chưa lạ kỳ, nhìn không mà có chữ chờ đọc nghi đọc hoài. Sách này sách của cha ai, ai đâu phải quyển sách trần đài. Ở đây khách
ta này ở chốn phương Tây Tây phương cực lạc của ngài Phật Ca Môn. Khách ơi ráng giữ cho linh hồn phép ba màu mà rất tuyệt cho ráng khôn rồi về. Tây phương đâu có nặng nề lên đò một chút cho rồi về an vui. Giờ này trời đất tối thui ta thấy bùi ngùi xúc động chứ biết bao thợ thì đã có ngày nào sách kia mà ta lãnh chứ tại trầu tiên phong xuống đây chỉ có vài cộng lật ra không thấy một đồng chữ nào nhưng mà nói mãi chứ không sao nói ngày mà nói tháng nói giao về trời biết trần sắp khổ chơi vơi chợ trần sắp phải mà thả tới dẹp liền chợ trần bán chẳng có tiền rồi ôi đánh lộn liền miên nghẹn ngào đánh sang đánh cả đánh vào đánh người mà một ba mát đánh tàu mà tặc kia chứ đánh bên nước nước này quay về xúm nhau mà lự chợ chứ sớt chia lụa vàng kỳ này chết hết bán hàng đồ ngang đồ ngược giữa đàn phe phê nói chơi chút nữa chứ lão về ai tin mệt thị bước chứ nặng nề thì thôi ngày nay kết thúc đò rồi ông còn chờ đợi ông ngồi làm chi sách kia còn chút nữa thì ta ngồi ta lật coi chi chứ hở người coi phàm ai đã vui tươi bên nào mà còn sống mấy người kia ca nếu không là quỷ lạ ma ơn trên mà vũ sổ chứ vậy mà tiêu tan nói cho đừng có rên tan lão bần mà thất cơ dòng hình tàn sát sơ không phải ta xuống mộng mơ mộng đồ cái thứ mà bận dơ chỗ này mộng sao tớ lại chứ gặp ba thầy chuyện về cho gấp chứ rồng mây phụng chào nếu người nào được tận giao nếu con mà của Phật chứ ngày nào không sai con trời dân Phật chứ ngày nay lao bằng mà nói chút rồi quay chiếc thuyền ở ai có phước đủ duyên chờ đi chút nữa chứ chiếc thuyền lân la chứ bây giờ cầu nguyện cho mẹ cha cầu trên mà Phật tổ chứ phổ đà nghe chưa cầu ngài tiên cảnh xóm trưa cầu ông mà tiên đảo đều đỏ đưa rước về ta xuống đây ta quá nặng nề nào ai có biết chờ lời thề nào phải xuống trần ta chẳng có dai ở trần mà chịu kẽm chứ kiểu ở gai trói mình hô hô ba tiếng ình ình thì ta nhẹ nhõm một mình ta lui nói cho ma tánh bùi ngùi nếu ai mà tin tưởng đứt nguôi cơn sầu thì về đừng đợi chờ lâu đò còn một chút trời thâu lỡ rồi đúng giờ còn ở chút thôi còn xin mà thượng phụ cho kéo lối hại hàng chúng sanh không biết thì là bao năm bị nhốt cho quỳnh xa cho quỳnh tiền khó mà trở lại ngồi tiền cho nên ta hối tu liền tỉnh mau để không sống bủa ba đào
lên trên mà đã nga gọi chứ ta nào dám đưa, chứ bây giờ sống bủa chứ mấy mưa. Nghe lời mà bằng đảo sớm mà trưa, giờ tỉnh thù đừng sợ mất triệu mất muôn, sợ rằng ta bị cho gió luồn trôi đi. Nam mô hay chữ từ bi lại Phật, mà lại pháp cứu nguy trần đời. Cuối sinh cha mẹ đất trời, thương cho trần hạ thiệt đời, làm sao chừa người không thấp không cao. Chừa ai mà tu niệm cho một màu một ngôi, cho chừa người không bạc bẽo như dôi. Hiền lành mà tâm tánh đứng ngồi được yên, chừa người không lãm của tiền không mê của thế của duyên Phật trời. Chừa người biết sống trên đời, biết thương mà đây đó chứ biết biết thời vinh quy. Chừa người biết nếm từ bi, biết lo cho chúng, biết đi ngay đường. Chừa người biết nhẫn biết nhường, biết tu mà trở lại Tây Phương nhẹ nhàng. Chờ thôi lửa lại chúng làng, để cho mà họ sống chơi hiệp đàn chung quy. Ngày sau lập lại chưa thì kỳ, bồng lai mà tại thế có chi đâu làng. Phép tiên phép Phật kia cả trời trên mà ra lệnh là xa lập rồi. Không phải mà trần hạ chứ dân ơi, xúm nhau mà hè hủi chứ rồi 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 tan. Phép tiên phép Phật chứ trời ban, dựng miên mà trường cũ cả làng sống dài. Nói cho ba tánh gái trai thiền từ, mà còn đợi chờ ngày mai mau về. Khách ơi đạo quá nặng nề, lão cầm mà tay lấy chơi chề. Nhớ đi nhớ hồi xuân thế cho thời kỳ, tưởng về mà ta rảnh không nguy như giờ. Tại vì dân chúng thờ ở khi xưa, ta xuống bên bờ reo vang kêu thôi khắp chốn quyển làng, kêu hoài kêu mãi trần gian không lường. Nói hoài bá tánh không thương, còn gieo mà ác thảm cho mọi đường cho ta. Chữ rủa mắng lấy lão già lão khùng, không biết vậy mà việc chi nghe. Rồi chân bước ra đi nghe chị, ông lão sẽ nguy cả nhà. Ngày nay rồng phụng hét la, thấy chưa quý vị nhàn ca chỗ nào. Tại dân cây miệng bào hao, ta đi giả xuống chiếc tàu giả ghe, để coi ba tánh hụi hè, thử dân mà cho biết vậy nè nghe dân. Thử xa rồi lại thử gần, nay tạo mây tầng nay đó mây đây đắng, rồi trở lại phương Tây. Dân ngu ngu quá chứ tao mày đánh nợ nhau, chứ bây giờ lọt hết dữ ao. Sống đi mà một chút chứ coi nào hiểm nguy, chắc rằng không sống vậy thì chết ăn chết ngọt, mà chết đi chết ngồi. Chết vì bạc bẽo như dôi, trong mình không biết thả trôi ra ngoài. Phật tiên thần thánh thọ lai, trong ta có Phật ngày mai cho rồi. Lão buồn nói chút cho rồi than, xong rồi trở lại cho Tây Phan vui cười. Ta đâu có hở biến lười, đông sông Tây đục mà lọc người chỉnh ghê coi. Người nào tỉnh người lại nào mê, đặng ta rước xuống đưa về rảnh ráng vậy mà tình tan.
không thương mà ông lão Trần gian khốn cùng. Ông này không phải ông khùng, thấy Trần sao quá lạ lùng chê khen. Ông xuống làm đuốc làm đèn, dắt người qua biển mà trông ở phen giang hồ. Bây giờ đời đã quạnh cô, làm sao sống được nắm mồ quảng du. Lọc rồi ít bậc sĩ tu, cho nên mà ta réo công phu cho thường. Thế gian có mắt lại không thấy đường, có tâm mà có biết có đường không đi. Mở miệng thì sánh thì bì, nói ra quá giỏi rồi tri trên trời. Ngồi buồn nói chút than ơi, nó đâu có biết cơ trời gì đâu. Nói biển rồi lại nói dâu, nó dòm nói cho nói trâu kia kìa. Làm sao nó biết đường về, ta cho mà không hiểu, ta kề không nghe, hết thơ đồ lấy lý về. Không ngờ mà ông má lão chứ kia kìa nào sai. Về đi phụng múa rồng mà bay, về đi ông lão mà chỉ ngay rõ ràng. Ông chở hết thảy về làng, đắng coi mà tiên cảnh hai hàng quy nghiêm. Không ngày không tháng không đêm, cõi tiên mà dư vậy không thêm không thua. Không thay tiết trời không đổi mùa, không có âm thất lăng chùa nghe hung. Bây giờ đừng có bồn chôn, bữa nay mà ta nói chí tồn một hơi. Tại sao không được chứ nghỉ ngơi, dân lĩnh của trời thì phải nói năng. Sách kia sổ nó thường hằng, sách đâu có chữ nhìn trăng coi nào. Sách bên Nhật, bên Nam, bên Tấn, bên Tàu, bên miệng cũng vậy mà bên nào y trang. Lật ra không có từ hàng, lật ra dây trăm muôn ngàn thiết tha. Sách này ở tận cung nghe, muốn thì nó có, nó là chứ hằng ngày. Muốn thì ứng chiến không phai, muốn gì mà có nấy chứ ngày mai rõ ràng. Ca kêu bớ họ bớ hàng, khách ơi mau lẹ về làng nghe chưa. Bây giờ sống bão mây mưa trễ thề, mà lão tắt không đưa chiến đò. Lên đi ông lão nhỏ to, ông cho mình biết chiến đò của ai. Trở về ở góc trời nay, ở đâu yên tình là ngày bơi đi. Mau lên ông lão đợi thì, ông đưa mà quả bên từ bi trao dồi. Về đi thấy cảnh thấy đồi, tự nhiên mà biên qua có rồi. Xum xê còn không chẳng có, chưa nặng nề như không gian mà đất Phật chưa chỉnh tề tốt thay. Đó là ta gọi thiên thai, có hồ bạch ngọc chứ có ngài trọng hoa. Có đường tuyệt đẹp cung bồ đề mà ráng rỡ, không xa không mà gần, có chim nói pháp rần rần. Có rồng mà phượng đó chưa chầu gần nay mới. Nếu rồi nữ đó đã thay, nếu đúng mà tiên Phật thọ lại pháp màu, mau về lão lại chưa đã thâu. Đừng khổ chứ đừng sầu, lùi bước mau đi. Lũ bu chớ thế làm gì, thấy chưa Trần hạ thiếu chi gian tà. Đàn ông rồi lại đàn bà, nhìn coi già trẻ kia cà lộn nhau. Nhìn coi cái miệng bào hao nhức đầu, mà ta nghe thấy ta gào ta la, đâu biết bằng ở tiếng Nga. Dân lĩnh của Phật
mà của Nga bà xuống đây, chứ bây giờ bốn phía đông tây. Bà già ba tánh bị dây hết rồi, ráng đi chịu quả nó nhồi. Nếu ai biết trước hết rồi nghe chưa, thì về tỉnh giấc sớm trưa một mình, ngồi giữa sông thưa chứ một mình. Con đây ngộ đảo chứ thình lình, bỏ đi mà tất cả cho bùng sình không lắm. Dù nói nhỏ hay lại nói câm, lão bần cũng biết cũng lâm. Chưa giải liền đó là bơ chiếc thiện tiên, đò chiều mà còn đợi nơi miền lãnh trang. Nửa đêm thức dậy để sầu ai, sầu cho ba tánh hằng ngày còn nguyên. Bao năm suốt tháng nơi miền Phật ngài lộ hết cảnh tiên, chỗ nào chỉ cho không chịu công lao không rèn trí tuệ có nào thấy đâu. Ông nói cồn mình lại nghĩ dâu, ông nói đã thiệt rồi mình rầu mình lo. Sợ rằng mình bước lên đò, bỏ con bỏ vợ chồng to còn gì. Sợ rằng ngày chở mình đi, rồi nghèo rồi khổ còn chi hơ hà. Sao ngu sao dại vậy cả, ai ai cũng bỏ xác mà thấy thương. Nằm trong cái lý vô thường, không khỏi sanh tử là già đường tử sanh. Sống như mình bước đầu ganh, mình đi tranh bại mình giành nửa sau. Bữa nay ông lão nói gạo, dịch cho mình biết lý nào xa xưa. Lạnh thì đợi tắm nước mưa, chờ hoài không có tả thưa dơ bùng. Cứ chờ cứ đợi họp chung, sợ tắm tốn nước ngày cùng làm sao. Đừng cầu trên đấng trời cao, tự mình thu xếp rồi mau lên đò. Lên đi ông dạch dẻ cho, ông dặn ông nói nhỏ to rồi hồi. Lên đi tề chỉnh mình ngồi, có nghe ông nói tập ngồi nghe hôn. Cho yên cho tình linh hồn, cho hòa thiên khí cho tồn tấm thân. Thần kia không nghĩ xa gần, khí thần hòa hợp rừng tầng dễ dàng. Có tiên thăm mến rõ ràng, rồi họ dẫn dắt về làng chợ tiên. Say mê nay ảo mây quyền, say mê cái chữ kiếm tiền bán mua. Chợ đời nào có nhịn thua, trưa về xét việc rồi tua hiềm thù. Thà rằng khép lại mình tu, nhẹ mình bay bồng rừng thu lão chờ. Tình thương vô bến vô bờ, mà người không có hiện giờ biết đâu. Tình thương Phật Pháp rất sâu, không khơi lên mặt, không hầu không tôn.
tình thương bảo vệ linh hồn. Dạy người tu nhẹ đặng tồn, đặng lai suối trần tâm mát ngày nay. Ráng nghe lão giảng như bài Phật tiên. Ta đâu có cướp chánh quyền của Phật, chánh quyền đạo tâm. Cướp chùa, cướp cốc, xa xăm, lăng đền cũng vậy ta thăm được rồi. Đừng nghi kỵ bậy dân ơi, ta là một miếng một mồi rất ngon. Xuống đây sức mòn hơi mòn, ta cầu Phật rước bà con trở về. Làm sao Đức Phật cận kề, mình đừng mang gánh nặng nề phàm phu. Hằng giờ hằng phút ráng tu, rồi mình rỗi trí còn ngu ráng mài. Hết rồi chỉ có giờ đây, canh khuya thức dậy Phật thầy kiểm tri. Lão bằng đò nọ đang ghi, nói thôi rất rõ từng ly bước đường. Sạch xưa đuôi cũng thấy đường, không cần biết chữ thông thường trần gian. Sách kinh không chữ rõ ràng, tại sao mà biết mà nhàn mà than. Tại vì linh tử vậy mà học nhiều đời kiếp đậm đà thâm sâu. Ngày nay tiên quả mấy câu, xuống miền giải đảo âu sầu trăm năm. Thôi ta lui gót kính thâm, nói đò còn đợi chiều nằm khuya rên. Chúc ai ai ráng chí bền, đừng quên lời lão không nên đâu là. Mau mau phát áo Di Đà, lão bần chó mặt đừng mà cởi ra. Mang đi nhẹ nhõm vậy mà, áo kia có phép có là hào quang chỉ đường trở lại Tây Phan. Chỉ đường chỉ nẻo xuống trang lên đò. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Phật Tổ Phật Thầy, nam mô Thiên Ông Đạo Trưởng, tất cả các vị cõi thiên, cõi trời, cõi Phật mự phương chứng minh. Học lại những đầu tiếng thanh lược, thanh thao và rõ ràng cho tất cả biết rằng, hôm nay bần sĩ lãnh một lời thơ vô tự không có chữ. Nam mô A Di Đà Phật, xin kính tặng hết tất cả quý vị trong một lời lẽ như sau. Nam mô A Di Đà Phật.